Đây là khu bán giày. Đây là khu bán giày của hệ thống IBC Max. Đây là hệ thống lớn nhất Nhật, bán lẻ giày nhất, lớn nhất Nhật Bản. Hôm nay là hôm qua mình có đi, nhưng mà hôm nay họ nói là hôm nay họ mới mở cái cửa. Ngày đầu tiên họ mở cửa. Thành ra họ sale rất là sập sàn luôn. Mình sẽ đi vô mình xem coi thử có đôi nào không. Đây nha. Đây nha các bạn. Rồi bỏ vô cho người ta tính tiền. Sau khi mà mình đi lượn một vòng thì mình sẽ mua được đôi Adidas này. 1.000.000 đồng Việt Nam nha các bạn. Tax free. Đó nha các bạn, trong trung tâm thương mại nè. Cái Aeon đó, Aeon nó có bán bông nữa kìa. Này mình sẽ đi lên lầu phía trên. Nhiều luôn mọi người. Rất là hoành tráng luôn. Chỗ ăn uống là các bạn. Mình sẽ qua đây mình ăn cái món mì. Hôm qua mình đi dạo dạo một chút rồi mình thấy rồi. Mình sẽ kêu cái loại này. Hello. Yeah. Mình kêu cái loại này. Thật sự ra bữa tối thì cũng không có ăn nhiều nha các bạn. 1000. 1000. Chưa biết không? Yeah. Yeah. Two. Tiêu thấu xinh. Thank you. Đây nha các bạn, một phần như vậy là 1000 đồng nha. 150 gram. Mình ăn sẽ ăn với cơm. Cơm này tính riêng nha. Đó. Uống bia không? Đây.
cho đây. Thank you. Đây là cái tiền như đây là cái đồ của mình các bạn. Đó, trả thẻ thì nó sẽ có cái này. Đây nha các bạn, trên này là tầng 2. Và tầng 2 là sẽ bán thời trang. Đây, các cửa hàng thời trang nè. Đó, Gap. Bán nón. À, một lời khuyên của mình là cái quần áo á thì Uniqlo ở Việt Nam á đắt hơn là ở bên Nhật nha các bạn. Nếu như mà các bạn đi qua đây đi du lịch á thì mình nghĩ là mọi người nên qua đây mua. Hôm bữa mình mua ở Việt Nam thì nó khá là mắc hơn, cũng khá lắm. Đây nha mọi người, đây ở trên này đó, cửa hàng quần áo này. Có những cái áo hiệu Muji của Nhật á có 500 mấy ngàn Việt Nam đồng mọi người. Đây là trên đây là cửa hàng thời trang nè. Những cái áo này rất là rẻ luôn. Như cái áo này chỉ có 6.600 yên thôi. Đẹp ghê không? Tâm thương mại này. Rất là nhiều chỗ bán hàng lưu niệm luôn nha. Trang rất là nhiều luôn. Đồ rất là nhiều chủng loại nha mọi người. Đó. Quần áo đồ đã lắm, nói chung là đồ bên đây nhiều lắm mà giá nó rẻ hơn ở Việt Nam nữa các bạn. Đồ nó đẹp không? Như những cái đồ này khuyến mãi nè, những cái này là giá khoảng 240 Việt Nam đồng mà. Đó, đẹp không? Anh vô mình coi thử. Trời ơi đẹp ghê không? Đó. Giá rẻ lắm luôn các bạn. Đây. Đẹp ghê không? Tầng 3 cũng là bán, trời ơi trong này cầu thang á là cái tay của mình nó chạm điện á các bạn. Tầng 3 cũng là bán quần áo. Đó, bên kia bán quần áo quá trời nè. Bán đồ nè.
Nè, cái đồ này là đồ gớm là các thứ nè, biêu là bông. Đây giày Snacker. Mình đi bữa tối các bạn, giờ này khoảng 8 giờ mấy nên cũng vắng bớt người rồi, với lại ngày giữa tuần á, không phải cuối tuần á mọi người. Vô đây tha hồ mà chọn lựa luôn nha mọi người. Quá trời luôn nha. Quần áo mà ba lô túi sách này. Đây quần áo thu qua đây mà chỉ sách tiền qua thôi nha mọi người. Còn thì mình không có mua nhiều, mình chỉ mua mấy cái thuốc đồ này nọ thôi chứ còn mình không có mua nhiều đó. Mỹ phẩm nè, dầu gội nè. À, khi mà đi mua đồ á, mọi người chú ý là đưa cái passport ra nha, để mà người ta cửa hàng nào nó miễn thuế, giảm thuế cho mình đó, miễn thuế á, thì cũng được 10% á mọi người. Đây Uniqlo nè, quá trời là đồ đẹp luôn các bạn. Trẻ em đó, như những cái áo như vậy nè chỉ có 170.000 thôi. Đồ nhiều lắm nha. Khung là đẹp ghê không? Đó, đủ loại cho mọi người lựa luôn nha. Đẹp lắm. Đây. Nó chủng loại luôn. Như cái áo này là chỉ khoảng 350.000 thôi. Đẹp lắm nha mọi người. Đây. Áo này có 501. Trời ơi. Ồ, ở đây 9 giờ hầm đóng cửa rồi các bạn. 9 giờ tối. Đồ bên này rẻ lắm luôn á các bạn ơi. Như cái áo này mình mua ở Việt Nam là gần 1 triệu đó. Nhưng mà ở bên em đây bán có khoảng 700 mà nha các bạn. Đó, mấy cái áo này mình mua bên đó gần 1 triệu luôn á. Rẻ lắm, đẹp lắm nè, nhiều màu nữa.